Hello các bác, em lại tiếp tục chuyển cây giống dổi liếp nó nhỏ cho các bác đây. Đây, số này là của anh ở Sơn La nhé. Đây, anh ở Sơn La thì số lượng cũng ít thôi, có 250 cây thôi. Đây, đi Sơn La thì do không có tuyến đi trực tiếp về đến nhà của anh ấy, là anh ấy cách xa khu vực xe chạy, dẫn đến là em buộc lòng em phải chuyển qua hệ thống chuyển phát của bưu điện. Thì chỗ này là em đóng vào 8 thùng, mỗi thùng 32 cây. Đây, 8 thùng mỗi thùng 32 cây các bác này. Đấy. Đây. Thì đây là giống dổi lép ná nhỏ rồi cao sản Đắk Lắk. Em vừa đóng xong này, cả buổi chiều này các bác này. Đây, các bác nhìn này, hệ thống đóng này. Kỹ không? Một cái thùng này là 90.000 cái thùng này các bác nhé. Đấy. Sẵn sàng bỏ 90.000 ra để đóng cho nó đảm bảo. Thôi thì cũng muốn là các bác nhận được cây cho nó đảm bảo, cho nó ngon lành, cành đào, đúng không? Thì mình bớt thêm một chút kinh phí nữa. Đấy. Để đầu tư vào cái thùng cho nó chuẩn chỉ thế này. Đây các bác này. Đây là giống dổi lép đá nhỏ, dổi cao sản Đắk Lắk nhé. Đây, các bạn nhìn cái lá này này. Đấy, chỉ tránh trường hợp vừa rồi. Có mấy anh cũng ở đâu nhỉ? Ngoài Vĩnh Phúc ấy. Với cả mấy anh ở ngoài Tuyên Quang. Đấy, ở ngoài Tuyên Quang. Nhận đi mua dổi mà về đến nhà là mà mua đến 50.000 một cây. Đấy. Về đến nhà là chụp hình gửi cho em thì ra không phải dổi lép mà là cái dổi tẻ các bạn. Đấy. Thì mấy anh em ngoài đấy rủ nhau đi mua 300 cây ở ngoài đại lý ngoài Bắc ấy. Đấy. Thì về thì cũng vô tình xem cái video của em đăng ở trên kênh Cuộc Sống Nông Thôn về giống dổi này này. Xem thì mới so sánh mới thấy là nó không giống. Đấy. Dổi lép đá nhỏ các bác lưu ý cho em này. Đây là cái lá đầu tiên là ở trong vườn ươm ra. Đấy. Và lá dổi lép là từ cơi thứ hai, bắt đầu từ cơi thứ hai để chúng ta phân biệt cực kỳ dễ luôn. Này các bác nhìn nhá. Từ cơi thứ hai lá của nó này, bóng lọng nhỏ đúng không? Đấy, đuôi lá dài này, các bác nhìn để ý nhá. Đấy, đuôi lá dài cong như chiếc thuyền. Đấy. Cái lá của cơi một ấy thì nó cũng tương đối nhỏ thôi, này. Đắc nó chỉ bằng hơn 3 đầu ngón tay. Đó. Và nó cong lên như thế này này. Đấy, đến cơi hai nó chỉ cho bằng 2 đầu ngón tay thôi. Đây, cây này cũng thế này. Đây, các bạn nhìn này, cây hai này. Đấy, đây, nó nhỏ. Nó nhỏ như lá chanh ấy, xong rồi nó cong lên. Đấy. Thì mới đúng là dổi lép, chứ còn không phải là lá mà dài sần sượt nó cứ ưỡn bè như này đâu, xanh đậm nó không phải đâu nhá. Đấy, dổi lép là nó không có xanh đậm đâu. Đấy, nó chỉ có lá của nó không xanh vừa phải. Đấy, lá nó nhỏ, 2 đầu ngón tay, 3 đầu ngón tay thôi. Xong rồi là nó cái đuôi lá rất là dài. Các bác để ý cái đuôi lá này. Đấy, giống dổi lép nó phải thế. Thì chúng ta vừa trồng chủ yếu là chúng ta phải lấy hạt để phát triển kinh tế đã. Xong rồi chúng ta mới tính đến lấy gỗ. Đấy, rất nhiều bác này cứ bảo trồng để lấy gỗ. À, lấy gỗ thì vài chục năm. Đấy, nên các bác trồng để vừa cái lấy hạt để sau này lấy gỗ. Tại vì cái cây dổi lép em thấy là nó còn lớn nhanh như cái cây dổi tẻ các bạn. Đấy, lớn nhanh hơn ấy. Đấy. Trồng cùng một vườn với nhau. Đấy, một bên này và bên kia, bên này trồng dổi lép để lấy hạt, vừa thu hoạch hạt. Đấy, cây 5-6 ký, chục ký hạt. Đấy, béo béo được vài triệu tiền hạt cây rồi. Đấy, mà cây vẫn lớn bình thường, lớn hơn cái cây dổi tẻ. Đấy, chứ cái cây dổi tẻ thì nó lá nó to, nó tốt. Nó che, nó dập tán, mấy chục năm không được cái gì cả, nó cũng phí đúng không? Thì chúng ta phải trồng dổi lép đây thì chúng ta lấy hạt đã. Đấy, cây dổi em giới thiệu các bác, cây dổi nó rất là nhàn cho những ai có quỹ đất, mà các bác, đặc biệt các bác mà lớn lớn tuổi, mà không có đụng được thuốc sâu, đấy, không tưới tắm, đấy, không phải chăm sóc nhiều thì chúng ta trồng cây dổi là tốt nhất. Đấy. Cây dổi là chúng ta không phải phun thuốc này, không phải tưới này. Đấy, không phải bón phân này. Khi mà nó ra sai quá thì các bác bón cho nó ít phân chuồng. Đấy, hoặc là phân NPK cũng được, nhưng NPK thì nó không bằng cái phân chuồng đâu. Đấy. Thì chúng ta phải làm như thế. Hai nữa là để ý, các bác lưu ý cho em,
mua cây của em về các bác phải cắt cái băng ghép này ra. Đó, cắt cái băng dính rồi em quấn từng bịch kia, đó. Cắt cái băng ghép này ra cho cây nó phát triển. Trồng cái cây này xuống, cắm một cái que cột thẳng cây này lên, cứ thế nó lên vù vù luôn. 3 năm là nó cao khoảng 5 6 m, 7 m rồi. Đấy. Là các bác cứ năm thứ tư là các bác cắt ngọn. Hãm ngọn cho nó để khoảng 6 đến 7 m thôi, đừng có để cao quá sau này hái trái nó khó. Còn nhiều bác thì muốn này sau này khai thác gỗ thì các bác cứ để cao 90 mét được, 10, 11 mét được. Em vừa rồi có một bác điện cho em nói là sợ cây rổi ghép nó không bền cây. Các bác trồng đến 4, 50 năm nó cũng chả chết đâu các bác ạ. Rổi ghép này thì trao đổi các bác, chỉ có những bác ghép trồng đến 10 năm, 15 năm rồi nó cây phát triển cứ vù vù. Nó có chết đâu. Đấy. Đây, rồi cao sản Đắk Lắk các bác xem hình ảnh trên video ấy, nó phải sai như thế. Đấy, quả nó như vậy, hạt nó như vậy đấy. Đấy. Ngày hôm nay thì cũng có một bác nữa là đặt cho em để cho em tiến hành làm cái giống. Đấy, thì các bác cứ yên tâm. Em thì trực tiếp em làm chứ em không có nhập vào nơi nào nơi kia và em bán này, rồi đến lúc có trả đúng giống. Giống rồi này thì nó có mấy loại các bác. Cái rổi lá to và cái rổi gân xuất phát điểm từ Hòa Bình, từ tỉnh Hòa Bình á, là rất nhiều nơi trồng cái giống rổi đấy, và giống rổi đó thì chủ yếu là để lấy gỗ thôi, còn lấy hạt thì rất là lâu, phải mười mấy năm bắt đầu mới cho bón. Ngày trước cách đây chục năm ấy thì 15 cái đây 15 hơn 15 là khu vực của em về Hòa Bình lấy giống rất nhiều. Đấy. Thì người ta cũng cứ cam kết rằng là 2 năm, 3 năm ra quả, thì 4, 5 năm không lấy quả điện ra thì người ta vẫn bảo là chắc là do thổ nhưỡng. Đấy, đến 7, 8 năm không có quả điện ra người ta bảo chắc là do là khí hậu. Đấy. Nhưng có những người trồng đến 14, 15 năm ở Linh Bình ấy. Vừa rồi cũng có một bác trồng 700 cây ở Hòa Bình, ở làng Ve Hòa Bình ấy. Cũng trồng năm thứ 4, năm thứ 5 thì không có quả. Đấy. Mình để điện vào lấy giống bò em về trồng thế vào đấy. Đấy, người Hòa Bình đấy quá nhá. Nói vậy chứ ở Hòa Bình ấy là có nhiều bác cũng biết về cái giống rổi này rồi. Đấy, cũng lấy cái giống rổi này của em về trồng. Đấy. Xong rồi họ để lấy về họ trồng xong rồi họ lấy giống. Thì cái đấy cũng nên làm các bạn, tại vì giống rổi cao sản Đắk Lắk là chuyên. Đấy, giống rổi Đắk Lắk là chuyên làm trái các bạn. Chuyên làm trái, em vừa quay mà máy nó hết pin. Đấy, phải vào sạc xong là để quay tiếp. Đấy. Thì trao đổi các bác buổi tối thì cái màu nó không được đẹp cho lắm. Thì các bác thông cảm nhá. Thì cũng có nhiều bác là trồng cái cây rổi này này. Đấy, thì để sau này sẽ khai thác gỗ. Vừa lấy hạt này, một năm nó cũng cho được 5-70 kg hạt gì đó. Thì kể cả hạt có rẻ chăng nữa thì cũng thu được 1-2 triệu đúng không? Một cây. Đấy. À, hai nữa là cái gỗ này thì để sau này ví dụ rừng rú không còn nữa. Thì chúng ta sẽ khai thác cái gỗ rổi này để chúng ta đóng đồ. Đấy. Giường, tủ, bàn, ghế, rồi nhà cửa. Đấy. Gỗ rổi rất tốt các bác nhé. Đấy. Gỗ rổi rất tốt. Nhiều bác thì nói là gỗ rổi lếp ấy là nó không tốt. Cái đấy thì các bác cũng phỏng đoán đúng không, chứ còn đã có ai mà có rổi mà nếp mà khai thác để làm gỗ đâu. Cái cây rổi nếp bây giờ nói thật sự các bác, một cây năm thứ 10 đi chăng nữa là cây kỳ cựu đi, năm thứ 10 chăng nữa đấy, cũng chả ai người ta dại người ta cưa đi người ta lấy gỗ cả, trong khi một năm cây rổi nếp của năm thứ 10 một năm nó phải cho 20-30 kg hạt đấy. Cái giá có vứt đi một này thì một năm người ta cũng kiếm được 5-7 triệu tiền hạt một cây rồi, thì tội gì mà người ta đi cưa đi đúng không. Đấy. À, các bác này phỏng đoán là gỗ rổi lếp đã không sử dụng được. Rổi lếp mà không sử dụng được thì cái rổi tẻ của các bác ấy còn lâu mới sử dụng được. Đấy. Nên đấy là phỏng đoán không có căn cứ. Đấy. Rồi cũng có người nói là rổi lếp nó không thơm. Đã gọi là lếp mà không thơm thì tẻ cho thơm thì thấy cũng hơi vô lý. Rổi lếp là rổi cực kỳ thơm. Đấy, chúng ta phải hiểu với nhau như thế. Hạt nó nhỏ hơn rổi tẻ, nó nhẹ hơn rồi tẻ. Còn rồi ở trong Đắk Lắk thì đến lúc các bác lại đánh nói là rồi trong Đắk Lắk không thơm bằng rồi ngoài Hòa Bình. Đấy.
Thì trao đổi với các bác thì nếu mà dồi Đắk Lắk ấy, buổi tối ấy, mà mang về Hòa Bình sáng mai mang ra bán thì ai nói ui thơm thế, đúng rồi Hòa Bình. Đấy. Nhiều khi là cứ hoại hạ uy tín của nhau như để cho bán được sản phẩm, đúng không? Thì các bác tìm hiểu kỹ cái giống dồi đây. Dồi thì có trao đổi với các bác, dồi thì nó có dồi tẻ, dồi nó to là một. Rồi gân lá tròn là 2. Đấy. Rồi lép lá nhỏ là 3. Đấy, chủ yếu là 3 loại đó trên thị trường. Đấy, còn một số loại khác thì nó không phổ biến. Đấy nha các bác nhá. Đấy. Thì trong để mà trồng á, để mà lấy hạt rồi lấy gỗ sau này á để phát triển kinh tế là buộc lòng chúng ta phải trồng được giống rồi lép lá nhỏ. Trong em Đắk Lắk em gọi là rồi cao sản Đắk Lắk đấy, chuyên làm trái đấy. Đấy. Còn lại thì những cái chỗ khác thì các bác là lưu ý. Đấy. Chứ còn nếu mà có ý tưởng mà trồng để lấy cây đi chứ. Đấy. Thì tốt nhất là các bác cứ trồng thẳng cây thực sinh. Việc gì phải trồng rồi ghép làm gì để trồng mà lấy cây, đúng không? Lá to đi thì thực sinh với cả rồi ghép thì nó không y nhau, nó khác nhau cái gì đâu. Nên các bác trồng các bác phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ vào. Em thì cũng không cần phải là quảng cáo như thế để các bác phải mua giống của em hay gì đó, không phải. Đấy, các bác mua đâu cũng được, nhưng mà các bác phải mua rồi giống rồi lép đá nhỏ nếu mà xác định phát triển hạt, lấy hạt nhé. Chỗ này hơi tối. Đấy, như hôm vừa rồi mấy anh ở ngoài Tuyên Quang đấy, rồi Vĩnh Phúc đi mua rồi về đấy. Ra vườn ươm gần đi mua rồi về 50.000 một cây. Lá cứ bè bè như bàn tay, y lá cà phê. Đấy. Điện thoại cho em xem video của em, mới điện cho em, mới gửi hình ảnh cho em coi. Em bảo mang trả lại cho họ đi, kèm theo bảo là thôi em không trồng nữa. Hỏi họ đây là dồi gì, thế anh ra mang trả đi, ra hỏi họ bảo là ô thế thì dồi thì họ cũng chỉ biết là cây dồi thôi. Đấy. Hỏi bao nhiêu năm có trái thì họ bảo là chắc khoảng 3-4 năm. Đấy. Chắc khoảng thì không thua rồi. Phải khẳng định luôn. Đấy, giống như em bán cái giống dổi này cho các bác này. Dổi lép này. Em khẳng định với các bác 1.5 năm đến 2 năm. Đấy, cây các bác đầy quả. Đấy, chứ còn cỡ khoảng 1 năm đến 10 tháng như dổi của em ấy. Chẳng qua là em trồng đất sỏi. Đấy, em không có tưới thì nó ra quả rất là sớm. 10 tháng là nó đã ra quả rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta không mong là chúng ta sẽ ra sớm như thế. Đấy, như thế là chúng ta là lụi cây. Cứ 1.5 năm đến 2 năm, có nghĩa là vào có khoảng 17 đến 24 tháng ấy nhá, thì phải tính tháng nhé, chứ đừng có tính năm tháng 11 mới đi trồng rồi sang năm rồi bảo là 2 năm rồi thì chết dở. Phải tính tháng, 17-18 tháng bắt đầu cho bói, 24 tháng là sai cây rồi, thế nó mới đúng chứ. Rồi em cũng làm cái video ngắn ngắn này trong tôi buổi tối, đóng từ chiều giờ mệt quá. Đấy, ngồi đây trao đổi các bác một số cái nội dung. Đấy, để các bác nào tìm hiểu về cây dồi, các bác xem được video này các bác sẽ hiểu hơn về các giống dồi. Đấy, là giống dồi được có 3 loại giống. Mà nếu mà để lấy hạt, để phát triển hạt ấy, lấy hạt sau này để khai thác cây nữa thì chúng ta phải trồng dồi lép đá nhỏ. Đấy. Người ta gọi là dồi cao sản Đắk Lắk ấy. Còn nếu mà trồng để mà lấy cây ấy thì các bác lên trồng dồi thực sinh. Đấy, nhá, em đấy trao đổi các bác thế. Còn nếu mà các bác có ý tưởng muốn trồng cây dồi mà để vừa chắn gió mà vừa lấy hạt thì vẫn cứ trồng cây dồi lép ghép nhá. Còn các bác nhiều bác bảo lấy hạt dồi lép để ương để trồng có được không, thì trao đổi các bác cây dồi lép hạt nó hạt lép rất khó lên, cái thứ hai nữa cây nó rất yếu. Đấy, sau này mình trồng nó cây nó phát triển rất kém, chúng ta phải trồng dồi ghép. Đấy, tại vì gốc của nó là cái gốc của nó là dồi lá to, dồi tẻ, cái gốc của nó phát triển rất mạnh. Đấy, thì chúng ta phải ghép cái mắt của cái dồi này lên trên thì nó phát triển mới mạnh được, chứ chúng ta mà ương cái hạt dồi lép này để lấy cây trồng thì yếu lắm. Trao đổi như thế để các bác nắm được nhá. Rồi bác nào cần giống alo em, số điện thoại 0989037167, gọi buổi trưa buổi tối hoặc thứ bảy chủ nhật, hoặc nhắn tin theo Zalo của em. Zalo là hoặc là điện thoại hay Facebook, em chỉ sử dụng đúng một số là 0989037167. Đấy. Các bác cứ nhắn tin cho em nha. Zalo của em không có khóa, không có chặn cuộc gọi lạ. Các bác cứ gọi thoải mái, nhắn thoải mái nhá. Đấy.
Rồi, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.